Rồi, ok. Khép hàng lại mấy chị ơi. Khép hàng, khép hàng. Mọi người ơi, mọi người ơi, quậy tay chào giùm cái, chào giùm cái, chào giùm cái. Rồi, chúng ta lên xe nào mọi người ơi. Rồi, chúng ta bắt đầu khởi hành nha. Ở đây đoàn nhóm của mình toàn là đi dép tổ ong không ấy quý vị. À, được cái màu nổi nổi không ạ? À? Rồi để liên điệu cái nghe. Đây. Chẳng quảng cáo cho cái hãng dép luôn nghe quý vị ơi.
đây là món canh để phục vụ cho quý vị nhân ở đây. Của đoàn thiện nguyện Hương Từ đến đây để chia sẻ với bà con Cà Mau chú trời. Tỉnh Cà Mau nha quý vị, quê của tỉnh là tỉnh Thanh Trai. Đây là nhóm đại diện đứng bếp. Chủ bếp đến bà chính em Phụng Thị Giòn ơi. Còn đây là bếp rồi là mấy phụ bếp phụ này món ăn là mất ối bánh nhảy luôn, nó bánh canh, bánh bánh mì tội lắm, mất ăn là mất ối miệng nhé từ đây rồi. Chúng mình hôm nay đến đây tỉnh Cà Mau để phục vụ cho quý bà con ở đây trong bệnh viện món bánh canh chay. Tất cả đến từ tình thương, cho đi là còn mãi, cho mãi là còn hoài, cho hoài là còn mãi. Một tay còn mất cái trứng rồi xong rồi, ăn cũng trộn xong rồi. Chỉ chờ một chút xíu mình sẽ phục vụ đến bà con nha, chào cả nhà. Đây là cô đang phát bông bóng cho mấy bạn nha. Bạn biết cái này là gì không? Này gì? Bông bóng hả? Màu gì? Màu xanh. Màu xanh hả? Biết chữ không? Biết chữ không? Đọc được không? Đọc được. Đọc, đọc thử ra chữ gì vậy? Biết đọc chữ không? Chữ này chữ gì biết không? Hội thiện nguyện Hương Từ. Thiện nguyện Hương Từ. Không vậy, thôi vậy món đẹp mà. Chơi đi. Đúng rồi. Chơi đi. Có một bóng chơi vui không? Hả? À, có mấy cô mấy chú đến thăm vui không? Rồi nhớ hát tặng mấy cô mấy chú nha. Dạ. Rồi có quà nữa. Rồi. Có bạn nào biết hát không? Ba qua qua. Còn trong cả hay quá vậy ta. Cho hay quá vậy ta. Rồi cả lại rồi, cả lại rồi. Có bao nhiêu chị em? Các bạn em có một mình thôi hả? Nhà đẻ nó có mình ra thôi hả? Mẹ mất lâu chưa? Mẹ mất mấy năm rồi, 2 năm, 3 năm.
mình bắt đầu có chai rượu nó chạy vô đây hả? Dạ. Con kia có chai rượu chạy vô đây đó mấy là không mệt. Đó, đúng rồi đó. Dịch gái nó có tiến bộ, đỡ có gì khổ. Mày ra đây chai rượu biết không? Dạ. À, lâu 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 không điện nhờ tao mẹ. Tao kiên gian mà trốn mà trốn xuống đây cầm mau rồi. Tao biết sao mà đi xuống đây. Thì con đi lang thang nhưng Sài Gòn khách tận này cái à. Xem con trai con chở không hướng gì mà. Vậy đó hả? À, cái lên tới Sài Gòn luôn. Gì về Mỹ tự nhiên xem con trai cho tự nhiên chở vô đây. Tại vì về đi tối rồi cái con nói chú ơi có chỗ nào cho con nghỉ lỡ đi sáng con kiếm về vô chỗ kêu mà đang dạy học nào mà gì đó. Cái xem con trai nó chở con chứ mà. Xe con trai vô đây có hậu đây mình có hậu kỳ. Có rồi lúc chưa dịch đó con có làm bông rồi con như chanh bán với nhập này giỏi quá nè chưa chanh thì chưa chanh vậy chứ chưa chanh thì chưa học không nhà anh chăm chữ thật phải không dạ rồi đến chim đá rồi 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 chim đá hết rồi, lắm rồi. Hết rồi, vậy giờ không làm gì hết luôn hả? Để dạ. Thì cũng lâu lâu cũng có mấy cái chơi cái con đi dạy. Con về học thiêu đi, học thiêu mai thiêu. Con sinh năm bao nhiêu anh nhớ không? Ừ. Bao nhiêu? Con nhớ là 1998. Đây là cũng 37, 40. Đó, 36 đó, 98 là 36 đó. Tuổi với em nè. Sao chị thích nấu ăn rồi? Chị nấu bao giờ chưa? Có, nấu ăn có. Nó là ông cái nghẹt cũng hỗ trợ cho con cái loại nhỏ là tình đó. Nó tổ chức cho chị nấu ăn ngon không? Chị cũng đem sức khỏe nha. Sức khỏe luôn ăn lành ha. Lết thì thôi, giờ đâu có đứng lên được. Nhưng mà đứng lên. Em tên gì? Dạ, tên là Lê Thị Kim Hằng. Ờ, nhà mình ở đâu? Nhà ở Kiên Giang. Kiên Giang hả? Dạ, biết đường về nhà không? Dạ biết. Giờ có xe dưỡng không? Mình về làm gì? Không đâu, đây. Ủa, trong đây giờ về nhà? Mắt mà bỏ không về được. Sao dạ? Sao lúc này mắt không về? Dạ, ở đây không có về, tại vì phải có nhà ở. Ờ, dạ, đúng rồi đó. Vậy là ở đây suốt luôn. Hai đứa đi vô. Bây giờ mình ở trong này rồi tiền mình cứ mình xài là mình xài sao? Ví dụ sao? Dạ, con giữ rồi chị mà muốn ăn cái gì thì gửi mẹ mua nhiều. À. Bé này nó cũng cần nó chỉ cần không cần. Bé đấy con chào cô đó mà chỉ học được con cậu thôi. Nhiều tuổi con biết là lúc nó vô nó cũng hơi chậm chậm rồi. Nó vô là cũng còn nhỏ hả? Tên là Ngân hả? Dạ. Em như đây bao lâu rồi? Dạ, mình 7 năm. 7 năm hả? Năm nay là mình bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay còn 36. Rồi, chúc bé Ngân vui vẻ nha. Dạ. Rồi, bye bye bé Ngân. Thank you.
lên mọi người ơi, mọi người ơi, dắt mạnh mạnh lên. Hôm nay á là hội thân từ á, từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Cà Mau nấu món bánh canh chay để phục vụ cho quý bệnh nhân ở đây. Trước tiên thì cũng thay mặt thân từ cảm ơn tất cả quý mạnh thường quân và anh chị em vì tấm lòng vàng và tấm lòng từ bi đã đến đây phục vụ và yêu duyên. Rồi thay mặt cho dân địa phương cảm ơn quý mạnh thường quân nha. Dạ, cảm ơn. Chứ tôi mất cỡ. Đây là bếp chính. Gì gì? Trong cái món bánh canh chay này là bếp chính. À, bếp chính. Bếp phụ đi hai mà có bếp phụ đeo. Bếp phụ là gì? Bếp phụ. Bếp phụ. Bếp phụ. Đây là bếp phụ. Bếp phụ này bếp chính này là bếp phụ. Tức là Phước Lộc Thọ đó. Nhìn cũng giống giống Phước Lộc Thọ. Cảm ơn mấy anh.